Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Vietablet. Một tin vui cuối ngày dành cho các bạn đó chính là hiện tại mẫu smartphone gaming LG Phone 3 đã cập bến tại cửa hàng Vietablet. Sự ra đời của LG Phone 3 đã chấm dứt kỷ nguyên thống trị của LG Phone 2. Chúng ta có thể tạm gọi LG Phone 3 nó là chiếc điện thoại gaming mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Vậy thì ngoài việc được trang bị mạnh mẽ về cấu hình lẫn hiệu năng thì mẫu LG Phone 3 này nó sẽ có những điểm gì mới mẻ và những điểm gì khác biệt so với LG Phone 2 thì chúng ta hãy cùng vào ngay video. Let's go! LG 3 vừa mới xuất hiện nhưng mà mức giá chênh lệch không đáng kể so với LG 2. Đây là điều mà mình thực sự bất ngờ, và bất ngờ hơn nữa đó chính là Vietablet đang bán với mức giá cực kỳ rẻ hàng nguyên siêu full box mà mức giá chỉ khoảng 15 triệu cho phiên bản RAM 12GB chip 865+. Còn các bạn nếu như lựa chọn phiên bản chip 865 thì giá sẽ rẻ hơn tầm khoảng 14 triệu thôi. Quan trọng là Vietablet đang hỗ trợ một đổi một trong 30 ngày. Nếu như máy có bất kỳ lỗi nào cho nên các bạn hoàn toàn yên tâm khi mua hàng tại đây. Đường link thì mình sẽ để ở phía bên dưới. Ai cũng biết là LG 3 được trang bị chip Snapdragon 865+ hoặc nhẹ hơn là phiên bản 865 thường. Dòng chip này là dòng chip xịn nhất, hiện đại nhất và mạnh mẽ nhất trong thế giới Android hiện tại. Cho nên tất nhiên là nó sẽ mạnh mẽ hơn so với con chip Snapdragon 855+ của LG Phone 2. Ngoài ra thì LG Phone 3 nó cũng sẽ có một số điểm khác biệt như sau. Trước tiên là ở phần thiết kế thì năm nay Asus đã thiết kế LG Phone 3 trông rất là hiền. Phần mặt trước thì nó vẫn khá là tương đồng so với LG Phone 2 cho nên mình cũng sẽ không bàn tới nhiều làm gì. Nhưng mà các bạn hãy nhìn vào phần mặt lưng này đây, đã có rất là nhiều sự thay đổi trên chiếc LG Phone 3 này. Cụm camera đã được thiết kế với các đường nét bo tròn mềm mại thay vì là sắc nhọn và hầm hố giống như của LG 2. Bộ phận tản nhiệt cũng đã được đặt ở phía dưới thân máy thay vì là lộ thiên như trước. Asus chỉ cho chúng ta nhìn thấy một góc nhỏ của bộ phận tản nhiệt này thôi. Và cái góc này thực sự rất đẹp đúng không nào? Đấy, các em thấy đẹp chưa? Ngoài ra thì các đường vân trên máy nó cũng sẽ được làm tối giản đi, nó không còn nhiều mà lằn ngoằn giống như LG 2 nữa. Và đó cũng là lý do mà tại sao LG 3 nó mất đi cái vẻ hầm hố. Còn logo của Asus thì vẫn giữ nguyên, vẫn nằm ngay trung tâm, vẫn được tích hợp đèn LED bên trong, rất cân đối và vẫn đẹp. Thiết kế này đã thực sự khiến cho LG 3 bớt giang hồ hơn, trông thanh lịch và thư sinh hơn nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. Nhưng mà có một số nhận xét cho rằng LG 3 đã bị Asus làm mất đi cái chất gaming. Không biết đây có phải là sai lầm của Asus hay không, mà lượng order sản phẩm LG 3 lúc mới ra mắt của Asus đã bị giảm gấp 3 lần so với lượng order trước kia của LG 2. Thật là đáng buồn cho Asus. Còn các bạn thì các bạn thấy cái thiết kế này của LG 3 nó như thế nào? Nên khen hay là nên chê thì hãy nhớ comment ngay bên dưới. Thêm một khác biệt vĩ đại nữa của LG 3 mà các bạn cần biết đó chính là cái này. Các bạn biết cái này là gì không? Đây chính là cái cổng chuyển đổi. Tại sao Asus lại tặng chúng ta cái cổng chuyển đổi? Chính xác, đó là tại vì LG 3 sẽ không được trang bị jack cắm 3.5 cho nên chúng ta bắt buộc phải sử dụng cổng chuyển đổi. Nhưng mà may mắn là Asus được đính kèm cái này ở trong hộp cho nên chúng ta sẽ không cần phải mua cái tai phone chuyên dùng của nó. Vì hiệu năng của Snap 865+ phải nói là quá mạnh cho nên Asus bắt buộc phải trang bị cho LG 3 một chiếc màn hình tương xứng để có thể sánh đôi với cái hiệu năng khủng khiếp này. Và đó chính là tấm màn có tần số quét là 144Hz với độ phân giải là Full HD+. Tại sao là Full HD+ mà không phải là 2K+? Đó là bởi vì hiện tại ngay cả tần số quét 120Hz vẫn chưa áp dụng được ở trên tấm màn 2K+. Nói gì đây là tần số quét 144Hz. Cho nên Asus họ đã tối giản điều này đi để giúp cho người dùng có thể tiết kiệm được một khoản chi phí. Nhờ sự lược bỏ này của Asus mà mức giá của LG Phone 3 không hề chênh lệch bao nhiêu so với LG Phone 2 cả. Đây là một điều rất là khó hiểu không nào? Tại vì đa số những bản nâng cấp nó đều có mức giá là đắt hơn gấp đôi hoặc là gấp rưỡi so với máy cũ. Nhưng bây giờ Asus họ lại làm điều ngược lại, họ lại tiết kiệm chi phí cho khách hàng. Rồi ok, quay trở lại vấn đề chính. Thì trước kia LG Phone 2 với tần số quét là 120Hz đã rất mượt mà rồi. Các hiệu ứng chuyển cảnh làm tư làm mới hầu như là không có bất kỳ đồ rễ nào. Thì nay với LG Phone 3 với điểm nhấn chính là tần số quét 144Hz của màn hình thì LG Phone 3 chắc chắn là sẽ làm tốt hơn rất nhiều nữa. Kế đến là camera thì LG 3 cũng đã có một bước tiến dài trên việc chụp hình. Đó chính là cụm 3 camera thay vì là 2 camera như trên LG 2.
bao gồm một ống kính chính 64 megapixel, một ống kính góc siêu rộng 13 megapixel và một ống kính macro 5 megapixel. Nhờ có một lúc 3 camera cho nên nhìn thiết kế cụm camera của LG 3 trông nó sẽ hiện đại hơn, nó sẽ bắt kịp xu hướng hơn nhiều. Và mình thực sự rất ấn tượng trước khả năng chụp ảnh xóa phông của chiếc LG 3 này. Máy thực sự là xóa phông mịn hơn nhiều so với LG Phone 2. Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là LG 3 có hỗ trợ cả quay phim 8K ở mức 30fps. Ngạc nhiên chưa? Nếu như LG Phone 2 trước kia nó chỉ đơn thuần là một chiếc máy gaming thì giờ đây LG 3 đã không đơn thuần là gaming nữa rồi. Và chất lượng chi tiết của ba camera này thế nào thì có lẽ chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong một bài đánh giá chi tiết về camera của LG 3. Còn bây giờ, chiến game thôi. Trước tiên cùng vào tựa game Liên Quân. Rồi ok, bật mắt setin full đồ họa, chơi lúc cán luôn. Úi dồi, quá mượt anh em ơi. Nó mượt đến mức phải gọi là không tưởng. Chất lượng âm thanh thì miễn bàn. Hai cái dãy loa nó được thiết kế nằm ngay trên màn hình cho nên hầu như là âm thanh nó tạt hết vào hai bì lỗ tai vậy, rất là sướng. Chưa nói đến việc đeo tai phone nha. Ôi giời, thêm cái cảm ứng này nhớ. Cái cảm ứng này của LG 3 nó cực kỳ kinh khủng. Mình vừa mới rê tay nhẹ nhẹ một cái thôi nó đá mát ào ào rồi. Rồi xong, bạn nào mua LG 3 là xác định là phải làm quen với cái cảm ứng kinh khủng này của LG 3 nha. Rồi sơ sơ vậy thôi, bây giờ thì chúng ta qua PUBG Mobile. Cũng sẽ là hai setting mát đồ họa luôn. Giờ thì vào trận. Cảm nhận của mình là hầu như cái tựa game PUBG Mobile này, cái độ mượt mà của nó không hề thua kém gì Liên Quân cả. Mặc dù là PUBG Mobile nó có cái đồ họa rất là mạnh, rất là nặng nha. Hai setting PUBG Mobile thực sự là rất khủng bố đối với phần lớn các dòng flagship hiện nay. Nhưng mà với LG 3 thì tất cả giống như là ngọn cỏ ven đường vậy. Chơi từ này đến giờ mà phần mặt lưng nó mới chỉ ấm ấm thôi anh em à. Máy thực sự là cái máy này nó có cái khả năng tản nhiệt rất là kinh khủng. Cho nên chơi lâu như vậy mà vẫn không hề drop FPS luôn. Máy to, cầm thực sự rất là vừa tay. Đặc biệt là hai bên nó có phần viền dày một tí, cho nên khi mà mình tựa lòng bàn tay vào cũng không hề bị chạm vào màn hình, không hề ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game. Bật mí cho các bạn, hai nguyên do chính lý giải tại sao LG 3 lại mang đến trải nghiệm chiến game cực kỳ tốt. Thứ nhất, đó là màn hình của LG 3 nó là màn 144Hz thì ai còn biết rồi. Nhưng tốc độ lấy mẫu cảm ứng của nó là 270Hz, trong khi đó của LG 2 nó chỉ là 240Hz mà thôi. Cho nên cảm ứng của LG 3 nó sẽ nhạy hơn rất nhiều. Và đó là lý do mà tại sao khi nãy mình có đề cập là các bạn sẽ phải làm quen với cái độ nhạy cảm ứng kinh khủng này của LG 3 khi chiến game. Còn các bạn mà đang xài màn 60Hz gì đấy, khi mà lên LG 3 chắc chắn các bạn sẽ không thể nào bắt kịp được tốc độ của nó rồi. Và các bạn sẽ phải tốn một khoảng thời gian khá là dài để làm quen với nó. Thứ hai, vấn đề nằm ở bộ tản nhiệt của LG 3. Thì theo như Asus thì bộ tản nhiệt của LG 3 nó sẽ to hơn gấp 6 lần so với bộ tản nhiệt của LG 2. Điều này nó sẽ dẫn đến một cái kết quả, đó chính là cái thời gian chiến game trên LG 3 nó sẽ kéo dài hơn so với LG 2. Với bộ tản nhiệt này thì nhiều khi máy còn chưa kịp drop FPS do nóng thì mắt chúng ta đã mỏi nhừ rồi cũng nên. Thêm một điều lạ lùng mà Asus đang làm đối với LG 3 đó chính là về viên pin. Thì LG 3 nó sẽ có hiệu năng mạnh hơn, có camera xịn hơn và màn hình 144Hz trâu bò hơn. Thế nhưng viên pin vẫn không đổi, vẫn là viên pin 6000mAh. Thì cho nên cái thời lượng pin của LG 3 ở một khía cạnh nào đấy nó sẽ phải thấp hơn so với LG 2. Bù lại thì chúng ta sẽ có một cái thân máy không quá to, nặng và cồng kềnh. Asus dường như đang muốn giữ lại cái kích thước và khối lượng của LG 3 giống với LG 2, cho nên cái dung lượng pin vẫn giữ nguyên là điều khó tránh khỏi. Tổng kết lại thì LG 3 đã có những bước cải tiến đột phá hơn so với LG 2. Thứ nhất là màn hình với tần số quét 144Hz mượt hơn, mịn hơn. Thứ hai là hiệu năng của chiếc Snap 865 cộng là trâu bò hư khỏi bàn cãi. Thứ ba, camera có độ phân giải cao hơn. Có thể ống kính macro tuy là không quá nhiều công dụng nhưng mà có nó cũng có thêm cái để chúng ta nghịch. Và cái thứ tư đó chính là bộ tản nhiệt của LG 3 sẽ mãnh liệt hơn, hoạt động công suất cao hơn so với LG 2. Và cuối cùng là LG 3 nó trông hiền lành như mục, chẳng hầm hố cũng không cơ bắp như là LG 2. Theo cá nhân mình thấy thì dường như LG 3 đang cho thấy sự cạn ý tưởng của nhà Asus. Có lẽ cái bóng của LG 2 đã quá lớn cho nên mọi sự thay đổi từ LG 3 đều xuất phát ở bên trong, ở cấu hình và ở hiệu năng là chính. Nhưng mà nhờ mức giá không chênh lệch quá nhiều cho nên LG 3 vẫn là thiết bị rất đáng mua khi mà chúng ta muốn tìm một con máy để chơi game. Còn các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn LG 3 hay không?
hãy comment ngay phía bên dưới và nhớ subscribe ủng hộ kênh tụi mình nha. Và like cả fanpage để cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.